Sáng mùng 2 tháng 11, đồng chí Nguyễn Xuân Quang tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện đã đến dự sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 11 với chi bộ thôn Phú Nông, xã Kim Xá. Tại buổi sinh hoạt chi bộ, các đảng viên trong chi bộ thôn Phú Nông đã được chi bộ thông tin về tình hình thời sự của tỉnh và trong nước, quán triệt nội dung quy định mới về thi hành điều lệ đảng, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 10 2021 của chi bộ và triển khai nhiệm vụ tháng 11 2021. Thảo luận tại buổi sinh hoạt, một số đảng viên phản ánh tình trạng kênh mương tưới tiêu bị ếch tắc do kinh phí nạo vét thấp, tỷ lệ kiên cố hóa kênh mương chưa cao, đề nghị cần có giải pháp thao gỡ để tạo điều kiện thuận lợi sản xuất nông nghiệp, cần tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là dịp cuối năm, quan tâm tăng cường thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Phát biểu tại buổi sinh hoạt tri bộ, đồng chí Bí thư huyện ủy Nguyễn Xuân Quang đã thông tin đến các đồng chí đảng viên trong tri bộ tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 10 tháng năm 2021 của huyện Vĩnh Tường để xây dựng tri bộ thôn ngày càng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tri bộ. Đồng chí Bí thư huyện ủy đề nghị tri bộ thôn Phú Nông tiếp tục làm tốt công tác xây dựng đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ, phát huy và nâng cao trách nhiệm của mỗi đảng viên trong việc tham gia đóng góp ý kiến xây dựng nghị quyết tri bộ, chú trọng thực hiện nghị quyết trung ương 4, khóa 12 về tăng cường xây dựng trình đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ và chỉ thị năm của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, quan tâm lãnh đạo nhân dân trong thôn tập trung lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giảm nghèo đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn, tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021 đảm bảo thiết thực, hiệu quả, an toàn. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Xuân Quang tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện đã đến thăm, tặng quà cho hai hộ gia đình chính sách trên địa bàn thôn Phú Nông, xã Kim Xá.